xông rửa hậu môn bằng rau mùi. Cách điều trị này có tác dụng làm sạch vùng bị trĩ, giảm khả năng viêm nhiễm, giúp lưu thông máu tại vùng bị trĩ tốt hơn. Cách thực hiện như sau. Lấy một nắm lá mùi ta rửa sạch, vò nát, cho vào nồi nước, đun sôi khoảng 10 phút thì lấy ra xông hậu môn, xông cẩn thận để tránh bị bỏng vì nước đang nóng. Chờ khi nước ấm thì rửa hậu môn, dùng bã để đắp vùng trĩ. Kiên trì thực hiện một ngày một lần vào buổi tối trước khi đi ngủ để làm giảm triệu chứng.